Anh Hưng cho em biết là hai cái ruộng này là có cùng một giống không? Xạ cùng một ngày không? Cùng giống còn cùng ngày luôn, Cùng giống DS1 đây. DS1. Thế anh cho biết là bên nào bón phân hoa con lười, bên nào bón phân khác? Bên này á, thì Bón phân bón phân thông hóa học thường, và thông thường. khoa học, Bên này còn là bón bên phân này là bón phân con lười. con lười đây. Thế thì anh nhổ cho em một cái khóm lúa lên, xong là nhổ bên này một khóm lúa lên, anh lùi sâu trong một tí. Rồi, đây là phân Phân hóa học đây á. là phân hóa học này. Đấy, anh nhổ trong đây một mũi trên con lười. Đó. Đó, phân lửa đó. Đây, anh cầm cho em hai cái bên này. Đấy. Bên nào là phân con lười, bên nào là phân hóa học. Bên này là phân con lười này. Đây, anh Sáu đứng đây tí, anh Sáu nhìn thấy Còn anh tué ra cái cây ra này. đây là phân Anh tué ra phân một học bụi cho em, anh tué ra một bụi cho em. Tué ra một bụi cho dễ. Đấy, anh tué bên này ra một bụi cho em. Đấy, anh tách ra một 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 khóm. Đây là hai hạt lúa này. Đấy, anh tách ra một khóm. Một khóm Đúng nào cũng rồi. được, khóm nào cũng được. Anh tách ra một khóm. Bây giờ để em phân tích về cái sinh khối này nhé. Đấy. Đấy, anh Sáu bỏ xuống. Đây anh Hương cầm. Anh Hương cầm. Đây nha, đây là cùng một khóm đúng không? Thế nhưng mà nhìn trên bề mặt thì không rõ lắm. Nhưng mà anh chỉ cấu cho em hết các cái lá đi, xong anh để lại cái thân. Anh cấu hết cái lá đi. Bây giờ khỏi cần cấu. Không, anh cứ cấu đi xong rồi Bây em. giờ thực tế là cái cây bên kia thì nó mập hơn. Cây bên nào mà hơn? Cái cây sử dụng là cái phân con lười nó mập hơn. À thì đây mình đang so sánh là cùng Mập sống hơn. xạ cùng ngày đúng không? Cùng sống xạ cùng ngày mình so sánh đi. Thì mình xem cái mập hơn đã đành rồi nhưng mà nó có nhiều cái vấn đề khác. Đúng chưa? Đây bây giờ mình cấu hết cái ngọn mình Cái so sinh cây khối nó rồi. cũng cái thân cây nó cũng cao hơn. Đây, cây cao hơn không? Cao hơn. Đấy. Thì em sẽ phân tích cho anh. Chén nước em cầm cho. Đấy, cho anh nhìn Đó, thấy cầm chưa? đó, thanh nhìn đó. Đây. Anh nhìn là phân con lười là bên nào? Phân lớn này nó. Đây, bên này phân hóa học đúng không? Phân hóa học này. Nó trắng cây hơn. Và anh nhìn là nó có những cái ưu điểm nào, ví dụ như là về đẻ nhánh đồng đều thì sao? Cái nhánh của nó hình như là 19 10 hết. À, đồng Cái đều. này thì nó lớn nhỏ, Đúng rồi. nhỏ nhiều. Thứ hai là cây phân con lười nó có cao hơn không? Nó cao hơn, nó mập hơn. Cái thân của nó, cái thân lá của lớn nó thì hơn mình nhìn không rõ đâu. lá thì không nói gì Nhưng mà cái thân cái thân của nó là cao hơn, lớn hơn, mập hơn, cứng cây hơn cứng không? Và cái ôm bầu đất của nó là rễ của nó cũng dài nhiều hơn này. hơn, Nhiều hơn này. dễ dài Đấy, hơn. dễ dài hơn. Đó. Tôi cho ông bên này một cây này đi. Đây cho ông một cây đấy, đúng chưa? Thì đây mình qua mình so sánh vào cái rễ trắng của nó phát triển mạnh hơn này. Đó, rễ trắng nó mạnh hơn. Còn thằng này thì không có, không rõ. Ít rễ hơn. Đấy. Và khi mà anh mà bón nhiều vụ ấy, thì cái đất của anh nó sẽ tơi xốp, nó sẽ cải thiện được rất là nhiều. Đấy. Thế như vậy là chúng ta có nhìn thấy rõ là cùng một giống DS1, một bên là bón phân con lười, một bên là bón phân hóa học truyền thống. Thì nhìn bộ lá thì nó như nhau, anh Hưng thấy không? Và nếu như mà bón giai đoạn đầu thì bên phân hóa học là bộ lá nó khi còn đẹp hơn. Trông nhìn vô nó nhanh cặp hơn. mắt đó thì thấy nó nhanh hơn mà nó mướt, nó bóng hơn. Vâng. Mình phải nói thì thừa nhận, còn bên mình thì cứ nhà nhà thôi à, không Đây. có xanh quá. Bây giờ cái đồng này bây giờ chỉ lo mỗi sâu bệnh như thôi. Nó chắc chắn nếu như thế này mà ông sẽ chăm bón nó được trọn vẹn cho đến lúc cắt lúa như đồng xuân là cái này của ông chắc chắn tôi nói có 1 tấn trở lên. Rồi, mong vâng, đấy thì sẽ kinh nghiệm của những lão nông tri điền tỉnh Kiên Giang. Đấy, thì chúng tôi cũng chỉ khuyến cáo bà con là qua những cái phóng sự này thì chúng ta sẽ hiểu biết hơn về cái giá trị của phân bón công nghệ sinh học hiệu con lười, là nó đẻ nhánh tập trung, cái thân lúa nó mập hơn, nó to hơn, nó cứng hơn, chống đổ, cải tạo đất đấy và cho năng suất cao hơn, đồng thời là chất lượng nó sẽ tốt hơn thông qua cái việc là giảm sâu bệnh, hạn chế sâu bệnh tối đa trong vòng 40 đến 50 ngày mà có nhiều chỗ còn không phải phun xịt gì. Và trong cái phân con lười thì nó bổ sung hữu cơ sinh học cho nên là làm cho chất lượng nông sản chúng ta sẽ tốt hơn. Hướng tới một cái nền nông nghiệp an toàn, sạch hơn và lại còn cho hiệu quả kinh tế cao hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn bà con đã theo dõi phóng sự của chúng tôi. Xin cảm ơn.